Trên một con đường nhỏ vắng vẻ, có hai cô gái đang vội vã đuổi theo một điều gì đó. Hai cô gái có vẻ ngoài rất là kỳ lạ. Một cô gái gầy gò có đôi chân bằng cơ khí, gắn những lưỡi dao sắc nhọn. Còn cô gái kia thì dường như không hề có biểu cảm gì trên gương mặt. Những giao tiếp chủ yếu của cô thể hiện trên một màn hình nhỏ nằm trên trán của mình. Họ đang nói chuyện gì đó về một cô gái vừa trốn khỏi nơi lưu trú của một tổ chức từ thiện có tên là The Wizard. Nhưng theo lời của Dorothy là tên của cô gái có đôi chân giả ấy. Cô nghĩ rằng sao lại có người muốn trốn khỏi Wizard bởi vì họ rất tốt bụng. Họ đã trao cho cô đôi chân cơ khí để cô có thể tiếp tục được bước đi trở lại. Và cứu Skaya, người bạn có cái màn hình hiển thị trên trán, khỏi cơn hôn mê bất tận. Chợt nhắc về chuyện ấy, họ có những ký ức mơ hồ về quãng thời gian cả bọn cùng học ở một mái trường, như một thông tin gì đó đã cắt ngang cuộc hội thoại. Skaya bắt được vị trí của một cô gái chạy trốn. Cô đưa địa điểm cho Dorothy để cô ấy với đôi chân cơ khí có thể nhanh chóng bắt kịp. Skaya sẽ đi theo sau. Dorothy vội vã lên đường và chẳng mấy chốc cô đã bắt kịp được cô gái kia. Dorothy đã dễ dàng khống chế cô gái ấy, nhưng cô gái ấy luôn miệng nói rằng tất cả đã bị tổ chức Wiza lừa, rằng cô đang trên đường đi tìm một tổ chức tên là Cục Quản lý gì đó. Nhìn thấy cô gái dãy dụa với đôi hàng mi đẫm lệ, bị những nhân viên của tổ chức The Wiza lôi đi, Dorothy bỗng có cái gì đó hơi chạnh lòng. Cô muốn hỏi rằng họ sẽ đưa cô gái ấy đi đâu, nhưng đáp lại chỉ là những lời nói cho qua chuyện của đám người Wiza. Họ đồng thời thông báo cho Dorothy rằng có nhiệm vụ mới cho nhóm của cô và Skaya. Và ở đây ta biết được Dorothy và Skaya là hai cô gái lập nên nhóm Ozzy đang làm việc cho Wiza, vì họ đang cảm thấy mang ơn tổ chức và cũng muốn đổi lại. Wiza sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì cho những thiết bị cấy ghép trên hai người. Nhóm Ozzy nhận được nhiệm vụ về việc tiêu diệt một đối tượng bị nhiễm một thứ ký sinh trùng làm thay đổi nhân tính. Dorothy nhận ra đây là ký sinh trùng mà tổ chức Wizard bảo với họ. Nó đã gây ra sự tổn hại trên cơ thể của họ trước kia. Cảm thấy căm phẫn, nhóm Ozzy lập tức lên đường để truy tìm đối tượng. Trên đường, họ giáp mặt với một nhóm lính đánh thuê đang bao vây một đối tượng nhiễm ký sinh trùng nhằm cướp lấy đối tượng ấy đi, nhưng tất cả đã bị Dorothy đánh bại dễ dàng. Bỗng đối tượng nhiễm ký sinh trùng mở miệng cảm ơn vì đã cứu cô ấy. Dorothy có chút bất ngờ. Rõ ràng cô gái này không hề bị mất nhân tính như tổ chức đã nói. Tuy nhiên trên tay cô, một vật thể gớm ghiếc như một thanh gươm với tua tủa những con mắt đang nhấp nháy. Dorothy thủ thế để chuẩn bị tấn công thì cô gái bị nhiễm ký sinh trùng nhận ra Dorothy cũng đến đây là vì mình nên lập tức bỏ chạy. Dorothy liền đuổi theo. Chẳng mấy chốc Dorothy và Skaya đã áp sát cô gái bí ẩn và dồn cô ấy vào chân tường. Cô ấy bỗng thốt lên, có phải Dorothy và Skaya đấy không? Ôi những người bạn của tôi. Dorothy và Skaya sửng sốt. Skaya nhận ra đó là Leona, người bạn thân khi xưa mà họ nghĩ rằng đã chết trong đợt nhiễm ký sinh trùng trong quá khứ. Leona nói rằng cô không chết, cái vật gớm ghiếc này không hề giết cô, nó muốn bảo vệ cô. Cô xem nó như một vật nuôi bên mình và nó giúp cho cô lang bạt trong thế giới ngầm bấy lâu nay. Dorothy buộc miệng nói rằng Wiza bảo họ rằng đã thấy cái xác của cô cơ mà. Nghe đến Wiza, Leona chợt run mình. Cô nói rằng đã từng nghe về tổ chức đó khi cô lưu lạc khắp nơi, rằng tổ chức đó thường xuyên bắt ép trẻ em cơ nhở về phục vụ cho mình, sau đó đào thải họ ra như thể là rác thải. Dorothy phản đối và bảo rằng họ rất là tốt, họ không nhốt ai cả. Nhưng Leona nói có phải các bạn không bị nhốt nhưng các bạn cũng không thể nào rời xa họ đúng không? Vì họ đã lắp những thiết bị này lên người các bạn. Dorothy không tin, cô cho rằng Leona đã bị con ký sinh trùng này tẩy não, cô nổi giận. Nhưng phía sau cô, đội hỗ trợ từ tổ chức Wiza đã đến. Họ cảm thấy không hài lòng khi Dorothy vẫn chưa tiêu diệt vật chủ nhiễm ký sinh kia. Dorothy lập tức trả lời bằng sự nôn nóng rằng đó là bạn của cô. Và sao các người dám bảo rằng cô ấy đã chết? Một tên trong số chúng nghe chỉ thị gì đó từ cấp trên và truyền lệnh bắt cả Leona và nhóm Ozzy. Và nếu như Ozzy chống trả thì có thể tiêu diệt luôn. Khi bọn chúng bao vây Leona, Skaya đã lao ra ngăn cản. Bọn chúng ngạc nhiên vì sao Skaya lại có thể phản lại chúng, bởi lẽ chúng đã cấy vào Skaya một bộ não nhân tạo và chúng có thể dễ dàng điều khiển cô mọi lúc mọi nơi. Skaya bảo rằng cô sớm đã nhận ra mình đã bị thao túng và cô đã thiết lập tường lửa để bảo vệ bộ não của mình. Nhưng chúng lập tức ngắt kết nối, cô đổ gục xuống và bất tỉnh. Dorothy nhìn thấy mọi chuyện, cô điên tiết lên nạt bọn lính, hãy làm cho Skaya tỉnh dậy. Bọn lính trả lời bằng giọng khinh miệt.
Tại sao ta phải làm theo ý cô? Chúng ta giữ cô còn sống để bạn của cô sẽ mò về đây. Bởi cô ta đã lấy đi vật thể đó từ chúng ta. Cô nghĩ là vật thể đó đã làm cho cô và con AI kia bị hư hư. Thật là ngây thơ. Dorothy sững sờ. Cô không thể nào thốt lên được lời nào khi biết được sự thật. Bọn chúng toàn bắt lấy Leona. Thì Dorothy chợt bừng tỉnh. Cô nhận thấy Leona đang cố gắng ôm lấy thanh kiếm ngăn cho nó không trở nên cuồng nộ nên không thể tự bảo vệ mình. Hiểu ra vấn đề, Dorothy lao đến tấn công bọn lính. Sau một hồi giằng co, bọn lính vô hiệu hóa từ xa đôi chân của Dorothy khiến cho cô trở thành tàn phế. Trước tình huống nguy cấp, Leona đành thả cho thanh kiếm vùng lên. Nó nhanh chóng đánh tan bọn lính xấu xa, xé nát bọn chúng thành trăm mảnh. Hai người bạn nhìn về phía Skaia đang bất tỉnh, ái ngại rằng họ có thể mất đi người bạn này một lần nữa. Tuy nhiên Skaia bỗng nhiên mở mắt. Cô bảo là hai người đã dọn dẹp chúng xong rồi à? Cả bọn ngạc nhiên làm sao khi Skaia vẫn còn giữ ký ức về nguyên. Thì Skaia bảo đã dự phòng tình huống này và thay đổi giao thức reset thành giao thức restart. Dorothy giờ đây đã cảm thấy tội lỗi vì đã trực tiếp giúp cho bọn xấu bắt những đứa trẻ tội nghiệp. Skaia đề nghị các bọn hãy cùng giải cứu tất cả những đứa trẻ đang bị giam cầm ấy. Dorothy lo lắng rằng cả đám chỉ là những đứa trẻ tật nguyền, sao có thể chống lại cả một tổ chức vũ trang. Skaia nhắc Dorothy về cục quản lý gì đó mà cô gái bị bắt đã nhắc đến. Khi Dorothy còn đang băn khoăn về việc cục quản lý là gì, thì một tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô gái chạy trốn trước đó đã lén bỏ vào túi của cô. Dorothy bắt máy. Một người phụ nữ ở đầu dây bên kia có bí danh là Red Licorice, có nghĩa là hoa bỉ ngạn, đang cố gắng liên lạc với cô gái vì cô ấy đã đến đón mà không gặp được. Dorothy bảo rằng cô ấy đã bị bắt và nhóm OG đang cần giúp đỡ để cứu cô gái ấy. Red Licorice ban đầu chưa tin tưởng nhóm OG, nhưng Skaia đã kết nối với đường dây bên đó và gửi những bằng chứng về việc họ vừa chiến đấu chống lại đám Wizard. Red Licorice hẹn gặp cả bọn. Leona và Skaia giúp dìu Dorothy đến một quán ăn ven đường. Ba người bạn sau quãng thời gian dài xa cách đã có những giây phút ấm nồng khi họ đã có thể ở bên nhau. Leona khoe với hai người bạn rằng cô và con ký sinh trùng đã rất hòa thuận và nó không phải lúc nào cũng hung dữ như vậy. Cô kể rằng từ khi có nó, cô đã trở thành một cao tờ như ước nguyện lúc nhỏ. Dorothy bỗng lo lắng về thiết bị của cô và Skaia sẽ cần phải bảo dưỡng, nếu không nó sẽ không thể hoạt động tốt được. Leona nói rằng cô biết một người tên là Hemsworth và ông ấy là một thợ máy rất là giỏi, có thể ông ấy sẽ giúp được gì đó. Skaia nhờ khả năng truy cập mạng lưới toàn cầu đã nhanh chóng tìm được vị trí Hemsworth và cả bọn dự định sẽ tìm ông ấy sau khi xong việc. Từ phía cửa, một người phụ nữ bước vào đến ngồi cùng ba cô gái và cô ấy chính là Red Licorice.